Tiểu sử nhạc sĩ Trịnh Việt Cường, lý do được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh nhận làm học trò, dù thầy đọc. Trịnh Việt Cường sinh năm 1970, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Trịnh Việt Cường bắt đầu theo nghiệp ca hát từ những năm 1982. Với nghệ danh ca sĩ Quốc Cường, anh là diễn viên ca sĩ của đoàn ca múa nhạc kịch Bông Hồng, cùng thời với một số nghệ sĩ tên tuổi như Thanh Tuyền, Hương Lan, Kim Anh, Thẩm Thúy Hằng. Trịnh Việt Cường theo gia đình sang hải ngoại định cư khá lâu, nhưng trong trái tim và tâm hồn nghệ sĩ vẫn luôn nhiệt huyết với âm nhạc Việt Nam. Ở Anh, những bản dân ca Việt Nam luôn ngưng lên ngọt ngào, đầy êm ái. Là một nghệ sĩ lâu năm trong sáng tác và ca hát, cho đến thời điểm này, Trịnh Việt Cường đã có hơn 100 ca khúc do chính tay anh sáng tác và 30 ca khúc đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép, được phổ biến trên toàn quốc. Năm 2008, Trịnh Việt Cường từng để lại nhiều dấu ấn khi phát hành album Tình ca ăn năn tại Việt Nam. Dù không phải xuất phát ở một gia đình có truyền thống văn hóa nghệ thuật, nhưng Trịnh Việt Cường có niềm đam mê âm nhạc. Ngay từ thời trung học, mỗi ngày ngồi thời gian gấp sách đến trường, anh gắn mình với cây đàn guitar. Chính niềm đam mê âm nhạc đã đưa anh tìm đến với nhạc sĩ Nguyễn Đức, phụ trách chương trình ca nhạc thiếu nhi có tên Ban Việt Nhi, và cũng là thầy, là người đào tạo các ca sĩ như Hoàng Anh, Phương Hồng Quế, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Ngọc, cùng tâm ca Sa Băng gồm các giọng ca Nam Thanh Phong, Phương Đại, Duy Mỹ nổi tiếng những năm thuộc thập niên 1960-1970. Nhưng không lâu sau, với khát vọng âm nhạc mạnh mẽ, Trịnh Việt Cường đã mạnh dạn tìm đến một ca nhạc sĩ đang thời đỉnh cao âm nhạc lúc bấy giờ, đó là ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Ca sĩ nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh bấy giờ là một nam danh ca trong bốn ngôi sao gồm có Hùng Cường, Duy Khánh, Nhật Trường, Chế Linh. Trịnh Việt Cường đã tìm cách gặp nam danh ca và ngỏ lời muốn xin làm đệ tử. Nhật Trường thẳng thắn từ chối và nói là ông không có đệ tử và cũng sẽ không bao giờ có đệ tử, vì đệ tử thì hay phản thầy. Thất vọng, nhưng niềm đam mê đã thúc giục Trịnh Việt Cường tìm gặp lại nhạc sĩ của những bài hát tình yêu lứa đôi say đắm lòng người như Mùa Đông Của Anh, Bảy Ngày Đợi Mong, Đám Cưới Đầu Xuân, Chuyện Hẹn Hò, Gặp Nhau Làm Ngơ, Tình Có Như Không. Trịnh Việt Cường đã mai phục khắp nơi ở hậu trường sân khấu khi Nhật Trường ra về sau buổi diễn ở những nhà hàng mà nhạc sĩ thường ăn sáng. Dường như lòng nhiệt tình và khuôn mặt rất thư sinh trong sáng của anh đã khiến cho Nhật Trường động lòng. Ông đã nói, ngày mai em dọn qua nhà anh ở chung với anh. Trịnh Việt Cường rất ngạc nhiên trước câu nói như phán quyết của người đàn anh, nhưng anh hơi hoảng vì anh còn đi học và sống với cha mẹ. Nhưng Nhật Trường bảo lên xe rồi ông đưa anh về nhà để xin phép với thân phụ. Thế là từ đó, Trịnh Việt Cường đến với ngưỡng cửa âm nhạc với nghệ danh là Quốc Cường. Năm 1984, Trịnh Việt Cường tham gia đoàn ca nhạc Bông Hồng như là một diễn viên, ca sĩ trẻ nhất của đoàn. Lúc đó, phải nói là đoàn có một lực lượng nghệ sĩ rất hùng hậu: Nguyễn Chánh Tính, Huỳnh Thanh Trà, Tú Trinh, Băng Châu, Trần Quang, Bạch Lan Thanh, ca nhạc sĩ Văn Vụng và nhạc sĩ Quốc Dũng. Trịnh Việt Cường được anh em lúc đó rất thương, chị Thẩm Thúy Hằng săn sóc và giúp đỡ anh rất nhiều trong việc trang điểm và luôn nhắc nhở về phong cách ăn mặc sao cho đẹp và sang trọng, vì mình là nghệ sĩ với trăm ngàn ánh mắt nhìn vào. Mỗi khi có diễn viên bị ốm hoặc bận việc không diễn được, thường chị Thẩm Thúy Hằng bảo anh đóng thế vai. Còn nhớ vở kịch Đôi Bông Tai có một đoạn nhạc khúc phải được hát live trước khi vở diễn kết thúc, chị Hằng luôn bắt anh phải hát vì thấy chất giọng của anh hợp, mà mỗi lần bắt hát như vậy thì không được về sớm, phải chờ đến gần hết mới được về. Dù rằng không thích thú gì nhưng buộc phải nghe lời bà chị. Nghệ sĩ Trịnh Việt Cường bảo, ngoài những người thầy lớn như Nguyễn Đức, Nhật Trường, cuộc đời anh luôn được các sao nữ giúp sức, đó là Thẩm Thúy Hằng, chị Kim Cương, trưởng đoàn ca nhạc kịch Kim Cương, ca sĩ Giao Linh, những người anh, người chị, người thầy lớn đã giúp anh trong cuộc sống cũng như âm nhạc suốt gần nửa thế kỷ qua. Trong một lần phỏng vấn, ông đã trả lời về mối quan hệ của mình với gia đình nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với người vợ đầu như sau: anh và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh có mối quan hệ thế nào mà anh lại chọn làm chung album với mình? Anh là người em nuôi, em kết nghĩa với vợ chồng anh Trần Thiện Thanh Nhật Trường khi còn ở Sài Gòn trước đây. Suốt một thời gian dài thời niên thiếu, anh đã gắn bó và sống chung với gia đình anh Trần Thiện Thanh và chị Liên, vợ của nhạc sĩ, với bốn người con là Trần Thiện Anh Dương, Thanh Toàn, Trần Thiện Thanh Trúc, Trần Thiện Thanh Trân và Trần Thiện Anh Châu. Ở chung nhà với nhạc sĩ Trần Thiện Thanh như vậy, anh có học hỏi được gì không? Thời gian khi còn ở bên cạnh anh Trần Thiện Thanh, tuy anh ấy không trực tiếp dạy nhạc lý, do anh ấy rất bận với công việc vừa sáng tác vừa đi hát, mà anh phải đi học với nhạc sĩ Nguyễn Đức, lúc đó là thầy của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Thanh Lan, Kim Loan, Hoàng Oanh,
Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Quế, Phương Hồng Ngọc, Phương Hồng Trinh. Tuy nhiên rất may cho anh là thời điểm mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác nhiều bài hit, thì anh là một chứng nhân. Anh Trần Thiện Thanh có hướng dẫn cho anh làm sao để viết một bài hát và cách hát, vì mỗi ngày ăn cơm chung với gia đình mà. Anh còn nhớ vợ anh Trần Thiện Thanh là chị Hai Liên nấu ăn rất ngon, nhất là món cơm hến không thể nào anh quên được. Như vậy anh cũng bị ảnh hưởng bởi những sáng tác và tiếng hát của Trần Thiện Thanh chứ. Và anh có sợ mình sẽ là cái bóng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh không? Chắc chắn là ít nhiều anh cũng bị ảnh hưởng từ sáng tác nhạc đến cách hát của anh Trần Thiện Thanh. Anh đã biết điều đó và biết là sẽ bất lợi. Nếu mình hát giống quá, mình sẽ là cái bóng của anh ấy. Cho nên những sáng tác của anh hát với chất giọng của anh. Còn dĩ nhiên khi hát những bài hát của ông anh Nhật Trường, Trần Thiện Thanh thì cũng phải có chút âm hưởng rồi. Nhưng không sao, anh có bữa bối riêng của anh. Mới đây nhạc sĩ Trịnh Việt Cường vừa chính thức giới thiệu tới khán giả yêu nhạc ba ca khúc Em Vẫn Là Em, Người Em Xứ Huế và bài Tình Ca Da Vàng. Sự thay đổi vốn đã quy luật của cuộc sống, con người sinh ra và lớn lên trải qua rất nhiều giai đoạn, nhưng cái hồn, cội nguồn vẫn không thể thay đổi. Với ca từ giản dị, Trịnh Việt Cường như nói hộ nỗi lòng của bao người về quy luật đó bằng tất cả yêu thương. Bài Tình Ca Da Vàng là chủ đề của 8 biên khúc cùng tên mà nhạc sĩ Trịnh Việt Cường viết về tình yêu quê hương, về những hy sinh mất mát trong chiến tranh, về những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ca khúc Em Vẫn Là Em được viết cách đây khoảng 21 năm, khi phong trào nhuộm tóc xanh tóc vàng du nhập vào Việt Nam. Còn Người Em Xứ Huế là ca khúc mới nhất của nhạc sĩ Trịnh Việt Cường vừa được sáng tác trong năm nay. Nhạc sĩ Trịnh Việt Cường tâm sự: trước đây tôi là ca sĩ của đoàn ca nhạc kịch Bông Hồng với nghệ danh Quốc Cường. Trong thời gian đó tôi được mời đi hát tăng cường cho các đoàn hát tỉnh như đoàn ca múa nhạc Đà Lạt, đoàn ca múa nhạc Bến Tre. Tôi đi lưu diễn khắp các vùng miền, nhưng diễn ở miền Trung là nhiều nhất, trong đó có Huế và Đà Nẵng. Những chuyến đi đó là những kỷ niệm đẹp mà tôi chưa một giây phút nào quên. Tôi viết Người Em Xứ Huế như một lời tri ân với đoạn đời tươi đẹp đó, với những khán giả đã yêu thương tôi. Trước ba ca khúc này, nhạc sĩ Trịnh Việt Cường sáng tác khá nhiều thể loại, từ những bài hát quê hương đến những ca khúc về tình yêu đôi lứa như Thương Mẹ Việt Nam, Tiếng Nhạn Kiêu Xương, Đường Về Quê Xưa, Nhật Ký Cho Con, Thương Về Sài Gòn. Tuy nhiên ông chia sẻ, các sáng tác của ông chưa được nhiều ca sĩ ở Việt Nam hát. Đa số là ca sĩ hải ngoại thể hiện như dân ca Hương Lan, Giao Linh Thanh Tuyền, Tâm Đoan Mai Quốc Huy, Thùy Trang Sa Huỳnh, Phương Hồng Quế. Ông nói chỉ duy nhất bài Tự Tình Quê Hương là được nhiều ca sĩ trong nước hát nhất. Trong một lần về thăm quê hương, tôi đưa nhạc phẩm này cho ca sĩ Thùy Trang đầu tiên. Vài năm sau, rất nhiều ca sĩ trong nước quay MV bài hát này. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại ở hải ngoại, nhạc sĩ Trịnh Việt Cường cho biết ông làm dịch vụ về các công việc thông dịch, điền đơn xin giấy tờ hoặc những phúc lợi cho đồng hương mới qua Mỹ định cư. Tuy nhiên, sáng tác nhạc và hát vẫn là ngọn lửa đam mê chưa bao giờ nguội lạnh trong tôi. Hát và sáng tác là hơi thở và chắc chắn tôi sẽ theo nó tới suốt cuộc đời. Chia sẻ với người hâm mộ, nhạc sĩ Trịnh Việt Cường cho biết mong sớm hồi hương và sinh sống ở Việt Nam, không còn cô đơn ở xứ người.